là nơi luôn luôn trao ta tận nhiều chân ái. Dẫu ta mang lầm lỗi gì, vẫn luôn không từ bỏ ta mà đi. Tình yêu vẫn luôn thiết tha. Cuộc sống đôi lúc như một trò chơi, cái mày nào nhắm mà khó thì cứ coi như trời cho. Thằng nhỏ tự nhiên ở đâu mà ra, tôi biết ai đâu là ba. Làm rối cả mồ mọi thứ, từ đó mới dần thay đổi tất cả mà ba ơi. Thứ con cần là một mái ấm mà ba ơi. Đã là một gia đình phải nắm, dù gặp phải hài hay bi, mọi thứ phải bày ngay khi. Có gì là khó khi cùng đồng lòng vì gia đình là số 1. Cứ mãi mãi ta là gia đình, là một chuyện rộng lớn hơn bản thân mình. Dù buồn phiền thì bước hết đi còn lo gì, vì tình yêu này là duy nhất. Mặc dù đời vẫn lắm lúc hay còn trêu đùa, người dân làm ăn phải sống ngay dù bao mùa. Một nhầm nhẫn ở phía trước nhưng phải nhớ rằng đằng sau mình gia đình là số 1. Yeah yeah, gia đình là số 1. Yeah yeah yeah, yeah yeah, gia đình là số 1. Tôi vô được không? Anh vô đi. Chưa ngủ hả? Còn sớm mà, tôi vẽ nốt chương này đã. Con trai tôi ngủ rồi hả? Ngủ say lắm rồi. Vậy mà hồi nãy nói ba hát cho con ngủ, mới vừa lên tới nơi. Anh ra dán một ông bố rồi đó. Dán một ông bố là dán như sao? Dán này hay dán này? Con trai tôi còn nhỏ mà hiểu chuyện lắm á nha, chứ không có như ai kia đâu. Tôi khác, đậu bắp khác. Chuyện nhà tôi phức tạp lắm, không có như anh nghĩ đâu. Từ ngày mà mẹ tôi mất, ba tôi ổng lao đầu vô cờ bạc rượu chè, không có lo làm ăn nữa, ổng bỏ mặc hết. Có mỗi căn nhà che nắng che mưa à, người ta tới siết nợ, siết luôn căn nhà. Vậy mà vẫn cứ gây nợ hoài à. Cuộc đời tôi không biết bao nhiêu lần tôi phải đi tôi trả nợ với ổng. Mỗi lần vậy là ông hứa, hứa nhiều lắm. Cho người khác một cơ hội cũng là cho mình một cơ hội. Là cha con với nhau, không có bỏ nhau được đâu. Tin tôi đi, lần này tôi thấy chú thực tâm thay đổi. Tôi cũng hy vọng là lần này không thay đổi thiệt. Mong là như vậy. Em nghĩ kỹ chưa? Dạ rồi. Chuyện em xin nghỉ chỉ là vì em có định hướng khác cho tương lai của mình thôi, không có liên quan gì đến việc của chị với lại anh Khải đâu. Chị xin lỗi em vì đã không nói cho em biết chuyện của chị và Khải. Em hiểu mà, em biết là chị cũng có cái khó của chị. với lại em thấy anh Khải bây giờ cũng chỉ hợp với lại năm phụ của đời em thôi. Còn bây giờ thì em phải đi casting năm chính của đời mình chứ. Bói à, chị tin là em sẽ sớm tìm được năm chính của đời em. Và em chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Chị với lại anh Khải cũng vậy nha. Nhất định là phải hạnh phúc đó. Nếu như mà không á, em sẽ về hỏi tội hai người đó nha. Cảm ơn em. Không biết là baby của mẹ là con trai con gái ta. Mà kệ, con gì cũng là con của mình mà. Con dâu của mẹ. Mẹ, đi đây con phụ cho. Không, ngồi yên đó, để mẹ làm. Con đang có bầu như vậy không có xách nặng được nghe không. Nè, mẹ có mua đồ bổ cho con đó. Mẹ lại mua đồ bổ cho con nữa hả? Mẹ mua cái gì cho con biết không? Cái gì vậy mẹ? Trứng mẹ. Trứng hả? Mẹ biết con thích ăn trứng. Vậy là tốt quá rồi. Mẹ vô mẹ luộc cho con liền nha. Cứ ngồi yên đó chờ mẹ nghe không? Dạ. Ngon hán con ha. Tao nói cái trứng này nè, ăn nó bùi bùi, nó béo béo, nó ngon hơn là trứng vịt ha con ha. Mẹ đi mua hả, mẹ đi bao nhiêu chợ mới mua được cái trứng cho con đó. Sáng giờ ăn dĩa trứng này là con thấy no rồi đó. Mai mốt sanh con ra là nó thông minh dữ lắm á con ha. Tao nói ở dưới quê nha, nó cả đống rồi đó, tìm mua dễ muốn chết. Ở trên thành phố mình sao mà đi kiếm trứng ngỗng khó quá trời quá đất luôn vậy hả? Sao con? Ráng đi hả? Ăn có dĩa này chứ nhiều đâu. Ráng đi, rồi mỗi ngày mẹ sẽ cố gắng á, mẹ luộc cho con dĩa vậy đó. Con ăn vô, con của con sau này nó thông minh dữ lắm à nghe. Mỗi ngày một dĩa không ạ? Ăn vậy không bỏ công sức của mình. Sau này á, đẻ ra nó thông minh vậy á, là mình cảm thấy mình hạnh phúc, phải không? Sao vậy? Con nghẹn. Ráng, gần hết rồi, còn có chút xíu chứ nhiều đâu con. Ăn nữa. Ngẹn thì uống nước vô. Nhanh trễ rồi kìa. Sao vậy? Tuổi baby bên kia kìa. Thôi chắc mình đi về đây đây. Thôi sao? Không xem phim nữa hả? Chứ bây giờ ở lại coi rồi lỡ gặp sao? Thôi đi về, nhanh đi. Anh ơi. Sao hôm nay mình đi gặp người quen nhiều quá à. Gặp bé Vi với Kỳ nữa chứ. Thôi bây giờ mình đi về nhà luôn đi, chứ đi hồi em sợ gặp người quen nữa đó. Kỳ hả? Ê Khải, sao vậy? Có phải tao không? Tao đi công việc nữa hả? Đi ai vậy? Tao đi công việc với sếp mà. Có gì gặp phía sau nha. Tao ăn luôn. Ok, bữa nào gặp. Ôi, cái gì mà gặp hoài vậy? Anh đi chơi với bạn đi mà. Trời ơi, với bạn? Bạn gái hả? Hèn chi. Chắc là bạn gái rồi. Con bé bói nhà mình nó nghỉ việc luôn. Giấu kỹ lắm luôn á. Thế thôi khi nào có dịp thì anh giới thiệu với mọi người ha. Dạ. Thôi bây giờ em với bạn đi mua sắm. Chúc anh đi chơi vui vẻ nha. Các bạn với em nha. Mà may thật đấy, may mà chống người đấy, chứ không biết bao giờ mới được ăn. Hôm nay sao á, em thấy đi đâu cũng gặp người quen hết á. Thì bây giờ em công khai đi, gặp ai cũng mày ngại, đúng không? Ôi không được, sao công khai được, mình phải giữ bí mật chứ. tại vì mình cứ lén lút như này ấy, thì người ta mới nghi ngờ ấy. Đúng không? Đồng nghiệp biết được là hả chọn em. Thấy chưa? Nữa kìa. Sao mình ăn nhanh thì mình đi nhanh lên. Tác giả ơi, vậy là Lý Thông thích Út Bằng rồi phải không? Đúng rồi bạn. Nhưng mà tại sao Út Bằng và Lý Thông lại hay cà khịa nhau vậy? À, là vậy. Cặp đôi này là cặp đôi oan gia. Từ ngoài cãi nhau như chó với mèo nhưng thực ra là thích nhau. Cà khịa chính là thả thính đó. Tình yêu kiểu này cũng kỳ ha. Ừ. Vì tôi nghĩ yêu nhau vì cái tốt đẹp thì dễ quá. Cho dù đối phương có thói hư tật xấu gì mà trong mắt mình lại thấy nó rất là dễ thương. Vậy là dính đòn rồi đó. Nóng, thổi cho tôi. Không à. Nhớ không? Dính tùm lum hết rồi. Nước không? Có. Cho tôi xin ví dụ về vụ dính đòn này đi. Bạn sẽ muốn làm nhiều chuyện cho người đó, muốn ở bên cạnh người đó nhiều, càng lâu chừng nào vui chừng đó. Cho dù bạn biết là đang bị người ta ức hiếp cũng sẽ rất là vui. Trong đầu bắp chút xíu nha. Tôi tắm cho nó ướt hết áo rồi. Bây giờ tôi thay áo. Suốt ngày kiếm cớ trốn việc. Trốn gì trốn? Đây nè. Sao? Trong kia một đống áo kìa. Vô nó lấy mà mặc. Nghe vô lý nhưng khá là thuyết phục. Cho hỏi cái này cái. Đã bao giờ bạn thích một ai chưa? Bạn tự đoán đi. Tự nhiên hả? Hóa ra đó vợ cổ nghĩ mình thả thính. Đậu bắp ăn sáng nha. Dạ. Bây giờ á, con muốn tự ăn hay là cô Hân đút? Dạ, ý con tự ăn. Ừ, ăn đi. Thôi chừng nóng nè. Dạ má ta. Anh ăn sáng không? Tôi vô lấy cho. Nè ăn đi. Đấy. Thôi, mấy bữa nay không biết khẩu vị của cô làm sao, nêm nếm tôi ăn không vừa miệng. Không bị sao vậy? Bình thường vẫn ăn sao hôm nay kêu không ăn được? Tự nhiên khó ăn khó ở vậy? Bị điên hả? Đứng cười mình. À, thôi tôi đi làm đó nha. Không ăn hả? Không. Ở nhà có nhớ tôi á thì cứ vào thư phòng á, lấy hình mà xem. Điên. Nói gì tào lao ghê quá. Đi nổi cả da gà. Con ơi. Hả? Ba Dương con á, đi làm nhiều quá cho nên bị dạy á. Trời ơi. Đậu bắp hả? Không những hiểu chuyện mà còn thương ba nữa. Ba con mà sao không thương chứ thương ai được. Ăn tiếp đi nha. Dạ. Ê, sáng nay phòng mình có tin giật cho đó, nghe chưa? Chuyện chị Như với anh Khải đúng không? Tôi nghe rồi. Nói nhậu thôi. Ủa mà sao bà biết hay vậy? Thì hôm đó tôi đi với chị Anh mà. À, cái vụ mà hôm qua chị thấy chị Như mà chui xuống gầm bàn đúng không? Mà nha, đừng có kể cho chị Oanh nha. Chị Oanh mà biết anh chửi đó. Ồ, chị Như kỳ thiệt. Yêu thì yêu, có gì đâu mà phải giấu mọi người nhờ. Chắc chị ngại á. Mà thôi đừng có kể bà Oanh là được. Bà Oanh nhiều chuyện lắm ấy. Hồi nãy giờ hai đứa nói gì nghe hết luôn rồi. Mày đặt đừng kể chị Oanh nghe. Trời ơi, nói thấy ớn luôn, cái miệng nó dễ sợ luôn á. Nói mà trong kia người ta nghe luôn á. Nè, mà nói nghe nè, mấy mốt nói sau lưng người ta á thì mình nói cho đúng, hiểu không? Mình nói không đúng thì mình bớt nói lại. Trời ơi, đằng này á, người ta á là hả, gõ gàng là bịt khẩu trang này ha, chị Như bịt khẩu trang nè, xong mà đeo mắt kiến, đội nón, xong mà chui với gầm bàn, chứ đâu phải là ngồi không đâu bà nội. Nè, nói nghe nè, đừng có nói lớn nghe chưa? Mình mà nói lớn cái chỗ này người ta nghe được, mà chỉ lọt vô cái lỗ tai của chị Như thôi là ba đứa mình bị nghỉ việc, bà hiểu không? Ê, nãy giờ tôi thấy bà to mồm nhất ở đây á. Lỡ miệng á. Vô vô vô. Ê mày, sale 50% kìa, vô coi không? Trời ơi, hay vậy? Để vô coi đi. Okay. Đồ đẹp quá nè. Ba con mà sao không thương chứ không ai được. À, chào em. Dạ nha chị. Sớm mình đang có chương trình giảm giá đó, em xem mẫu nha. Dạ để em coi qua. Ừ. Em mua cho bạn trai hả? Dạ không, em mua cho ba em á. À, mua cho ba. Vậy em qua bên này nha, mình có nhiều mẫu cho người trung niên nè. Gian hàng bên này nha, mẫu mới không luôn đó. Em thích cái này nè. À, cái này á, hiện tại thì mình không có sale mẫu này nha em. Nó mắc hơn mấy cái kia. 2 triệu. Thôi chắc là cứ lấy cho em cái này đi. Rồi, để chị giảm giá cho em nha, coi như bán làm quen. Dễ thương ghê á, qua đây mình tính tiền nha. Dạ, em cảm ơn chị. Như, cho tôi một điện thoại chút xíu đi. Làm gì? Điện thoại hết tiền luôn. Gọi điện thoại chút. Điện thoại hết tiền liên quan tới tôi mượn. Nè. Cảm ơn. Ê, 1 phút 50.000 đó nha. Kìa con. Dạ, chú trong xe giùm con chút nha. Đây nè. Nè, chết bạn rồi bạn. Đây nè. Ê! Khoan bạn. Chết bạn rồi bạn ơi. Ba. Hân ơi, Hân, không có như con nghĩ đâu, ba quýnh bà ăn chơi không à, không có ăn tiền. Lần nào ba cũng nói vậy hết á. Chứng nào từ đó à. Nè. Từ giờ con sẽ không bao giờ tin ba nữa đâu. Nè, Hân. Còn Hân cái gì nữa, chạy theo con bé đi. Hân ơi. Hân à, nghe ba giải thích đi mà. Hân. Anh Thành, con bé đó anh nè. Xin chào đón quý vị và các bạn đã đến với chương trình Vòng Ải Vòng Ai mùa thứ tư. Bất ngờ tìm sau ô số ai chẳng quen được cẩn thận trường giang câu chuyện cũ hoặc các kích và kích vũ kích sẽ ra nè. Nhưng cái mùa này bây giờ chăn coi nó không còn như bao mẹ. Con ăn cam đi. Dạ. Cam ngọt lắm á. Khải nè. Dạ. Sao dạo này con đi đâu mà hay về trễ vậy? Thì con đi chơi cùng với bạn mà. Có trễ đâu mẹ, bình thường mà. Ủa, giờ này còn ai nhắn tin cho con nữa vậy? Cô bạn nói nhắn cho con hả? Dạ vâng. Con có người yêu hả? Ủa đâu vậy? Tên gì? Có làm chung công ty với con không? Mẹ từ từ thôi. Khi nào mà thích hợp thì con sẽ giới thiệu với cả nhà. Thôi, muộn rồi. Con lên phòng ngủ đây. Khoan đã. Nhìn mẹ nè. Dạ. Sao mỗi lần mẹ hỏi tới chuyện này là con cứ ấp a ấp úng, rồi cố tình né tránh mẹ vậy? Nói thiệt nha, mẹ thấy lo lắm á. Dạo này mẹ thấy giới trẻ yêu thương cởi mở lắm. Mẹ không biết là con trai của mẹ... Phải, mẹ nói nghe nè. Nếu như thật sự con có như vậy á thì con cũng cứ nói thiệt cho mẹ nghe. Mẹ nghĩ con thích đàn ông vậy ạ? Không có như vậy đâu. Không bao giờ con bị như vậy. Trời ơi, không thể là anh nói đúng rồi hả anh Trương? Hả? Ba nói con như vậy hả? Trời ơi, ba thiệt đúng là. Ô, con đùa mẹ đó. Chứ con có bạn gái chính hiệu, cô ấy là phụ nữ đoàng hoàng luôn mà. Trời ơi, tại sao mẹ có thể nghĩ con... Thiệt hả con? Thiệt. Cô ấy không những đẹp người mà còn đẹp nết nữa cơ. Mà mẹ yên tâm nha, trong thời gian sắp tới con hứa sẽ ra mắt với cả nhà sau. Con hứa nha. Con hứa. Ừ. Vậy thôi con đi nghỉ đi. Mẹ tạm thời yên tâm. Con lên nha. Sao mình hoang mang quá. Em nhớ cuối tuần này á là kỷ niệm của hai đứa đó nha. Anh nôn lắm rồi đó. Ủa? Kỷ niệm gì ta? Ngày gì ta? Em thấy bình thường mà. Anh Khải. Anh Khải ơi. Bộ giận em hả gì vậy? Alo. Đúng rồi. Anh giận lắm rồi này. Anh quạo lắm luôn rồi á. Bây giờ anh quyết định rồi. Ngày nào cũng là ngày kỷ niệm của hai đứa luôn. Nói chứ đừng có mua tặng quà cáp gì cho em đó nha. Em không có giận đâu, ngại lắm á. Tất nhiên rồi. Phụ nữ xấu á là không có chịu có quà đâu. Còn phụ nữ đẹp như em ấy, thì cũng không có quà luôn. Ông này lắm trò. Thôi vậy nha, ngày mai gặp ha. Sếp Như ơi, sếp quên đóng dấu cho em rồi đó nha. Sợ anh luôn á. Được chưa? Bye bye. Làm cái gì đấy vậy? Anh ơi, anh có người yêu hả? Ai hả? Ai hả? Không. Cho em coi với. Anh gọi cho bạn của anh. Em thấy anh nói chuyện rõ ràng. Không có. Đúng không? Em biết nè. Này, em coi. Ôi, trời ơi, lãng mạn quá vợ. Ôi, chị nào mà may mắn lọt vào tim của anh vậy? Ai dạ dạ. Không có ai. Cho ngủ miếng đi. Không. Gì? Gì bói đúng không? Đúng không? Tuyên thuyết. Không phải gì bói chứ ai nói em nghe được. Tào lắm. Không có. Không nói là em ở đây em quậy anh tới sáng mai. Ôi, rồi. Không biết đúng không? Ừ. Ai dạ, ai dạ. Anh nói nha. Anh á, hiện tại thì anh á, có quen hai người cùng một lúc. Cái gì? Anh quen hai người? Ô, đó giờ anh đâu phải người vậy đâu, mặt anh đâu có để vậy. Hai người này anh quen từ lâu lắm rồi, ăn chung, ngủ chung, tắm chung, cái gì cũng chung với nhau hết rồi. Trời ơi, thiệt hả? Nói chung là như thịt với cả xương ấy. Bây giờ em muốn xem ảnh hai người đó không? Được, coi. Coi được không sốc nha. Đâu? Nè. Trời ơi, sao anh ghét em giấu nè. Nè, anh nhớ nha, anh giấu nha. Cái kim trong bọc thế nào cũng lùi ra ngoài à. Tôi sợ cô đấy. Em hả? Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Nè, anh đừng để em biết nha. Em biết là hả, là cả nhà này biết luôn đó. Ôi trời. Rồi xong. Anh, dao của Trường lộn đó nha. Hai cái túi này nó giống y chang à. Giống nhau nhưng mà cái ruột nó khác, là anh làm dấu rồi. Ở đây nè, là trong đây anh có viết tờ giấy số 2 là của chú Hai. Còn ở đây là có chữ U là của dì Út. Dạ, mẹ mới về. Hai đứa con. Trời, mệt quá. Đi chùa mới về hả mẹ? Mẹ đi chùa, nhưng mà chỉ rem ê ẩm người chút xíu thôi, chứ cũng không mệt gì lắm. Mẹ đi đến 9 kiển chùa lận nha. Vậy hả? Thôi bây giờ mẹ vô mẹ rửa mặt cho nó mát mẻ cái đã. Em à, hả? Anh chưa thấy ai mà đi chùa về rem người mà vui như mẹ. Đi chùa ta phải kính cẩn, nhưng mà cái nụ cười này của mẹ hồi lâu giờ anh ít thấy lắm. Tự nhiên bữa nay thấy vậy. Mà bây giờ anh đi giao đồ rồi, em ở nhà bảo trọng nha. Anh này làm mọi chuyện quan trọng quá à, không sao đâu. Thì mẹ vui rồi mẹ cười. Thôi anh đi nha. Đi cẩn thận á. Đi đi, trễ rồi. Bảo trọng nha. Thiệt tình luôn á. Cô đi mẹ ơi. Con dâu nè. Dạ. Mẹ có quà cho con đây nè. Đưa cái tay cho mẹ coi, lại lên. Dạ. Trời đất ơi, từ nay về sau không có được đeo ba cái đồ kim loại này nghe chưa? Mẹ, cái này của anh à. Quăng đi cái đồ quỷ này không có đeo nữa. Đây nè, con tặng mà. Đây, đeo cái này vô đó. Đeo cái này vô. Cái này á là mẹ phải đi 9 kiển chùa nghe. Mẹ xin thầy làm phép ở trong đây nè, nó quý lắm nha con. Xích lại mẹ coi, mình phải quấn nó vô, hai cái này nó quyện lại với nhau nè con ha. Như vậy nó mới tốt nghe không con. Con đeo cái này vô ha, con sẽ thấy là con mạnh khỏe nè. Rồi mai mốt á, con của con đẻ ra nó cũng mạnh khỏe, thông minh, sáng dạ dữ lắm mà nghe con. Quý lắm à. Mấy cái mà mình làm phép vậy á thì con để lên đầu giường được không? Ê, bậy, không có được cởi ra. Cái này đã đeo vô là phải để dính chặt lại như vậy luôn ha. Con mà cởi ra là không có tốt nghe không? Ủa chị Hai? Hai đi đâu giờ này sớm vậy? Đi làm chứ đi đâu. Cái gì đi làm nữa? Sao? Mới thấy chị Hai đi về đây giờ đi làm tiếp. Tụi Hai đi nhà ở trong có đồ ăn sáng á, vô lấy ăn. Chị Hai! Kêu hoài gì? Chị Hai ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói. Sao? Cái chuyện gì? Em của chị Hai á đã lớn rồi, trưởng thành rồi, chứ không còn nhỏ bé như đó nữa đâu. Bây giờ chị Hai có chuyện gì á, chị Hai đừng có giấu em nữa. Chị Hai phải nói cho em biết. Em còn phụ chị Hai nữa chứ. Chị Hai cứ một mình gồng gánh như vậy hoài sao chị Hai chịu nổi. Hôm nọ chị Hai qua chỗ ba làm, ông lại đánh bài nữa rồi. Mà lần này em cũng muốn tìm anh Dương nữa. Cái gì? Bây giờ phải tìm mọi cách để trả cho anh Dương số tiền đó trước. Em không ngờ ba lại vậy luôn á. Em tưởng ba đã thay đổi rồi chứ. Bây giờ còn mượn tiền của anh Dương nữa. Chị vì em mình nó khổ rồi. Nó qua nhà của anh Dương ăn nhờ đậu rồi. Giờ bả còn vậy nữa. Chị ơi, hay là bây giờ em nghỉ học nha. Nói cái gì vậy? Rồi em đi làm. Không có được, kiếm tiền phụ chị hai. Không có nói vậy nữa. Em á là cái niềm hy vọng duy nhất của hai, hiểu không? Không có được như vậy. Nhưng mà hai lo được. Ngoan. Làm gì mới sáng hai chị em ngồi to nhỏ vậy? Em đi lên. Có đồ ăn tôi để ở trong bếp á. Đi làm nha. Ừ. Nhưng tôi đi lấy với anh. Ngồi đi. Rồi đi làm đi chứ để trễ. Không cần khách sáo gì đâu. Lấy sẵn rồi nè. Ăn đi. Cảm ơn. Anh Dương, 2 tháng nữa tôi sẽ trả số tiền mà ba tôi mượn cho anh. Đâu có cần gấp vậy đâu. Số tiền đó tôi cho chú mượn để làm công chuyện mà. Công chuyện hả? Anh có biết công chuyện của ổng là gì không? Cờ bạc rượu chè. Anh làm ơn đi, anh đừng có để cho ổng lợi dụng anh nữa. Đúng là ngày trước chú có mắc sai lầm, nhưng tôi nghĩ chú đã thay đổi rồi đó. Mấy bữa trước có ngồi với chú, tôi thấy chú thật tâm hối cải rồi. Ông chỉ diễn thôi. Ông diễn để anh cho ổng tiền. Tụi tôi nè, tụi tôi là con ổng, tụi tôi hiểu ổng quá rồi. Cô đừng có nên nói chú như vậy. Tôi nghĩ cô với chú nên ngồi xuống nói chuyện một lần cho thẳng thắn. Có thể những gì cô nghĩ về chú á chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm hả? Anh là người ngoài, anh nói cái gì cũng được hết á. Anh cứ thử 100 lần bậy lượt, bị người ta dí, người ta đòi tiền, đập phá nhà cửa rồi đang ngồi đánh coi. Anh có tin được nữa không? Cái người đàn ông đó lúc nào cũng hứa hết. Hứa sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ, nhưng mà cuối cùng chứng nào thật đó. Không có thay đổi cái gì hết á. Anh Đạt, nó từng bị giang hồ dí đánh. Tất cả những gì khốn nạn nhất trên cuộc đời này á đều nhờ ơn người cha đó đó. Anh có hiểu không? Mẹ chồng của em hả? Bắt em đeo cái dây này nè, em không biết là dây bùa hay là dây gì nữa. Mà đi với đến những 9 kiển chùa mới thỉnh được 2 cái dây này về đó. Mà chưa hết đâu nè. Chị thấy rồi đó. Có ai ra đường mà đem tỏi giống như em không? Trời ơi, thiệt luôn á, em quê với người ta quá trời luôn. Nhưng mà thôi kệ đi, mẹ chồng thương em mà. Chị nhìn thấy em vậy á, chị vui lắm. Hôm nay nhìn em rất là tươi tắn. Trên đời này có 2 thứ không thể giấu giếm được. Đó là bản điểm của con Kỳ và khi người ta yêu. Trái tim chắc chắn là sẽ có khắc tên người yêu trên cái trái tim này đây nè. Anh bấm cho chiếc xe trắng đó nha. Rồi nó như thế nào? Mà đèn vàng em ơi. Ủa anh, đèn vàng mà sao anh không chạy đi? Đèn vàng là tới đèn đỏ chạy là nguy hiểm lắm em ơi. Mất dấu luôn rồi.